chào mọi người. Hôm nay có hứa với mọi người lúc sáng là chúng ta sẽ nói về lý lịch của giám mục Nguyễn Thái Học. Do vậy cho nên các bạn chờ một chút. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một số vấn đề liên quan tới Nguyễn Thái Học, giám mục Nguyễn Thái Học, và một số vấn đề về một số người là công giáo miền Bắc. Trước khi chúng ta nói việc này, tôi mời các bạn nghe bài bài thánh ca Chúa chăn nuôi tôi. Các bạn vừa nghe thánh ca Chúa chăn nuôi tôi. Các bạn có biết là bài thánh ca này và rất là nhiều bài thánh ca khác ở trong tất cả cái gọi là thánh ca của giáo hội Công giáo đó, thì đa phần đều nói về hai vấn đề. Đó chính là nói về vấn đề thờ phượng Chúa. Và tất cả nội dung của các bài thánh ca đều là mang ý nghĩa đó là tôn vinh thờ phượng Thiên Chúa. Thứ hai đó chính là nói về đời sống tận hiến của các linh mục, của các tu sĩ, của những người gọi là chủ chăn, mà chúng ta gọi đây là những người gặt lúa theo Chúa, gọi là trên cánh đồng. Và chúng ta gọi là chúng ta là những linh hồn, là những linh hồn tội lỗi. Và Chúa xem cái việc rao truyền lời Chúa, đem tin mừng của Thiên Chúa, của Chúa Giêsu đến cho tất cả mọi người, đó chính là cái việc mà làm cho mọi linh hồn được sạch tội lỗi. Và vì vậy cho nên là mang những linh hồn đó về với Thiên Chúa. Đó là chúng ta xem các linh mục cũng như các giám mục là những người gặt hái linh hồn đem về cho Thiên Chúa. Do tôn giáo này xuất phát từ Trung Đông, những cái vùng gọi là người ta chăn nuôi theo dạng du mục, cho nên người ta gọi cái người ví von, cái người chủ chăn, ví von cái người lãnh đạo tinh thần tôn giáo là những chủ chăn mang con chiên về với Thiên Chúa. Vì ở giáo hội Công giáo cũng như vùng Trung Đông ngày xưa đó, người ta hay có cái việc đó là hiến tế. Hiến tế bằng việc là thiêu sống một con chiên, con cừu ngon nhất, tốt nhất. Cũng như ngày xưa chúng ta thấy là khi tạo thiên lập địa, Chúa tạo ra con người, thì sau đó hai người tổ phụ đầu tiên đó là Adam và Eva đó, sinh ra hai người con trai, một người tên là Cain và một người tên là Abel. Người Cain thì làm nghề trồng trọt và người tên là Abel thì làm nghề chăn nuôi. Đấy, cho nên là vào cái lúc mà hiến tế cho thiên Chúa, hiến tế cho Thượng Đế đấy, thì lúc đó là Cain nó hiến tế những cái vật sản mà nó có được, đó là cái nghề trồng trọt. Nhưng mà Thượng Đế không vừa lòng. Nhưng mà Abel á, người em lại là hiến tế một con chiên cừu thật là tốt, béo. Thế là Thượng Đế chấp nhận của cải do Abel hiến tế. Do đó người anh là Cain mới tức giận và giết em mình. Câu chuyện Kinh Thánh đó nói về thời sơ khai của loài người. Chúng ta thấy được rằng là đối với giáo hội Công giáo cũng như là người dân vùng Trung Đông, họ rất chú trọng việc chăn nuôi, và cuộc sống của họ là cuộc sống trên đồng cỏ du mục. Do đó cho nên khi mà cái tôn giáo Thiên Chúa giáo xuất phát từ Trung Đông, thì người ta gọi những người lãnh đạo tinh thần tôn giáo là những người chăn chiên, chăn cừu.
một số người ví von thì chiên cừu thì chỉ để lấy lông và lấy thịt thôi, nói thế là nói cho đùa cho vui. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng cái câu nói đùa vui đó tới giờ này nó vẫn mang giá trị của nó. Đó là chúng ta thấy được trong cái thời gian vừa qua rất nhiều thông tin về giám mục Nguyễn Thái Hợp, một người đã có quan điểm chống cộng sản rất rõ ràng, và trong nhiều lễ lớn với hàng chục ngàn giáo dân bên dưới, ông ta vẫn bày tỏ quan điểm chống đối lại chế độ nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là vấn đề liên quan tới vấn đề chính trị. Tuy nhiên, lãnh đạo tinh thần một tôn giáo lại mang cái vấn đề chính trị đó đem vào tôn giáo của mình và gây ra cái sự chia rẽ giữa chính giáo dân, những người mà ông ta đang chăn dắt theo đúng cái tinh thần tôn giáo đó. Đáng lý ra việc chăn dắt giáo dân là có nghĩa là chăn dắt linh hồn, làm cho những linh hồn dưới cái quyền, dưới sự chăn dắt của mình được trở nên tốt lành hơn để mà đem những linh hồn đó về với Thiên Chúa. Tuy nhiên thì cái việc bất xứng bên trong con người của những linh mục giám mục như Nguyễn Thái Hợp chẳng hạn thì lại mang giá trị chính trị đời sống của cái gọi là trần tục, trần tục quá đi đời sống tinh thần, trần tục quá đi đời sống tín ngưỡng của chính giáo dân và của chính bản thân ông ta. Do đó cho nên rất là nhiều sự mổ xẻ liên quan tới giám mục Nguyễn Thái Hợp để thấy được rằng về bản chất thì vị giám mục này và thậm chí là những vị linh mục dưới quyền có đồng quan điểm với vị giám mục này là những người chưa thật tâm trong vấn đề tham gia vào tôn giáo để với việc phục vụ cho giáo dân hay là phục vụ cho Thiên Chúa. Chúng ta có thể nói rằng là đầy tớ hay là chủ thì nó vấn đề nó cũng gần gần như nhau. Có nghĩa là nếu bạn nói bạn là đầy tớ thì bạn phải phục vụ nhân dân. Nhưng về cơ bản thì nhân dân lại rất cần người đầy tớ này phục vụ. Do đó cho nên để người ta phục vụ mình, để người ta đảm bảo các nhu cầu cho mình thì mình phải có một cái phục vụ ngược lại người ta, xem người ta phải trên mình. Thế cho nên nó cũng ngược lại thì cái người chủ chăn này cũng là một ông chủ của mình. Tùy vào cái góc nhìn của từng người. Cho nên là chúng ta nói vấn đề chủ chăn như Nguyễn Thái Hợp ở đây, một người nếu như đang chăn dắt một đàn chiên mà dắt đàn chiên theo như cái bài chú chăn nuôi tôi mà các bạn vừa nghe đấy, thì nếu như mà chăn dắt đến một đồng cỏ xanh rì có dòng suối mát trong thì rõ ràng đàn chiên rất có phước, bảo vệ đàn chiên trước bầy sói, đây là việc rất có phước của đàn chiên và các đàn chiên này rất là được ơn lành, tốt lành. Cái việc mà trong bài hát chú chăn nuôi tôi mà tôi vừa giới thiệu cho các bạn đấy thì đem linh hồn, có nghĩa là dắt đàn chiên đến dòng suối trong, đến đồng cỏ xanh rì, có nghĩa rằng là người linh mục, người giám mục đã mang chính những cái giáo dân của mình, những người mà mình được phân công nhiệm vụ chăn dắt để sửa đổi tội lỗi cho những con người đó, mang lời Chúa đến cho họ để họ thay đổi cách sống để họ tốt hơn, để họ làm sao đẹp lòng Thiên Chúa. Đó chính là gì? Đó chính là phần thưởng được lên thiên đàng sau, vào cái ngày sau hết của mọi người. Rõ ràng các bạn thấy đó, có phải là đem một cái con chiên cừu đến đồng cỏ xanh rì và dòng suối mát trong, nghĩa là ta đang tạo hạnh phúc cho nó. Thế các bạn thấy là một linh mục mà muốn làm hạnh phúc cho một người trong vấn đề tín ngưỡng, đó là phải làm sao tạo ra cái giá trị đạo đức cho con người đó. Thế mà ngày nay chúng ta thấy là giám mục Nguyễn Thái Hợp và linh mục dưới quyền của mình, một số linh mục dưới quyền thì lại có một cái giá trị khác, đó là họ lại mang giá trị chính trị của bản thân gán ghép cho tôn giáo và dắt giáo dân đến một cái nơi mà không có thể nói là thiên đàng được. Rõ ràng thời gian qua họ đã đẩy giáo dân vào vi phạm pháp luật và làm cho chính những giáo dân của mình bị cộng đồng xã hội chửi mắng, để cho các tổ chức khủng bố lợi dụng vào chính giáo dân, lợi dụng vào giáo hội để làm những việc làm sai trái, làm ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội và ảnh hưởng đến cả danh thánh của Thiên Chúa, chính tôn giáo của mình. Thế chúng ta mới thấy được rằng là giám mục Nguyễn Thái Hợp là người mà chúng ta cần phải mổ xẻ xem ông ấy là ai, như thế nào. Thế thì các bạn biết đấy, trong một số thông tin mà tôi có được thông qua các trang mạng mà tôi cho rằng đây có là những lời đồn hay là những sự thật như thế nào thì cần phải có cơ quan chức năng chứng minh. Tuy nhiên thì tôi nói với các bạn, lý lịch của giám mục Nguyễn Thái Hợp không tốt và thậm chí là quá xấu. Trước hết, thân phụ Nguyễn Thái Hợp là người phục vụ cho Pháp, là một địa điền chủ phục vụ cho Pháp.
đã từng chỉ điểm pháp bắt giết Việt Minh cách mạng, chỉ điểm để mà hãm hại nhân dân ta trong cuộc chiến tranh kháng chiến chống Pháp và những năm chống Pháp. Thứ nhất tôi nói là về thân phụ của Nguyễn Thái Hợp đã có những hành vi như thế, và ông ta là đối tượng buộc phải xử lý sau khi cách mạng thành công. Do đó cho nên vấn đề của Nguyễn Thái Hợp ở đây, ông ta sinh ra trong một gia đình có 6 người anh chị em, là 3 trai 3 gái, hiện tại thì 4 người đã từ trần và có một người chị đang sống ở Mỹ. Ông ta còn lại, ông ta và người chị như thế là gia đình ông ta còn 2 người. Và vào năm 1900, ông ta sinh năm 1945, và gia đình ông ta bị sau cái vụ cải cách ruộng đất thì là gia đình thân phụ ông ta nằm trong cái số những người bị đấu tố, gọi là đấu tố, bởi vì thực tế có nợ máu, rõ ràng thân phụ ông ta có nợ máu với nhân dân, và do đó cho nên bị xử lý. Thì chính quyền của mình xử lý, dĩ nhiên là lúc đó nó cũng có những cái sự sai lầm trong một số chỉ đạo, nhưng mà về vấn đề riêng đối với trường hợp của thân phụ ông Nguyễn Thái Hợp đấy, là trường hợp đáng bị xử lý bởi vì đã có nợ máu với nhân dân. Về phía sau năm 1954 thì ông Nguyễn Thái Hợp đã di dân vào miền Nam, di dân vào miền Nam và được Ngô Đình Diệm, được cái thì bộ một cái đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa, bộ máy phục vụ cho Mỹ, nó cho rằng đây là các đối tượng hoặc là nạn nhân của cải cách ruộng đất. Do đó cho nên cái việc đào tạo ông ta ở góc độ để trở thành một người chống cộng đã là một cái mối dây liên hệ xuyên suốt từ tuổi thơ của ông ta dài cho đến ngày hôm nay. Chúng ta biết được rằng là ông ta đã trải qua nhiều cương vị chức vụ toàn là ở nước ngoài, và khoảng những năm mà Mỹ bắt đầu là bỏ cái quan hệ, đã bắt đầu kết nối quan hệ ngoại giao, bình thường quá quan hệ ngoại giao là với Việt Nam ta vào những năm 90 ấy, thì cái tổ chức khủng bố Việt Tân nó bắt đầu có sự thay đổi về phương thức hoạt động. Bây giờ trước đây nó là một cái tổ chức khủng bố chuyên đi khủng bố ở trong nước và thậm chí là khủng bố người Việt ta ở nước ngoài, nhưng mà sau khi mà bình thường quá quan hệ ngoại giao và Mỹ bắt đầu bước sang cuộc chiến là chống khủng bố ấy, thì Việt Tân nó cũng có bắt đầu chuyển đổi về cái cơ chế hoạt động của nó, đó là bắt đầu chuyển sang đấu tranh bất bạo động. Thì năm 1995, theo nhiều nguồn tin, thì Nguyễn Thái Hợp là người đã tham gia vào một khóa học về đấu tranh bất bạo động của tổ chức khủng bố Việt Tân. Do đó chúng ta thấy được rằng là đối với giám mục Nguyễn Thái Hợp, chúng ta phải nhìn nhận rõ ràng ông ta là một người đã lợi dụng vào chính tôn giáo để hoạt động chính trị. Rất rõ ràng đây là một tình trạng, một trường hợp leo cao và luồn sâu vào giáo hội Công giáo Roma tại Việt Nam, với mong muốn lợi dụng chính giáo hội Công giáo Roma tại Việt Nam để chống cộng, trả thù cho thân phụ ông ta. Như thế thì cái tâm của ông ta không nằm ở vấn đề tận hiến. Người linh mục hay là giám mục là đã có lời thề đời sống tận hiến với Thiên Chúa, nghĩa rằng bỏ qua tất cả cái riêng tư cá nhân, ngay cả vợ cũng không lấy, và đem yêu thương vào nơi quán thù, nghĩa là mọi quán thù trong mình không còn nữa, mà là chỉ mang yêu thương đến, rao giảng lời yêu thương cho tha nhân, thực hành lời Chúa là yêu thương. Nhưng mà rõ ràng vị giám mục Nguyễn Thái Hợp này tới giờ này đang thể hiện một cái vai trò của một người đang đi trả thù cho gia đình mình, chứ không phải là một người có cái tâm trong sáng muốn phục vụ cho Thiên Chúa, phục vụ cho giáo dân. Đó là cái điều mà chúng ta đang rất là đau lòng, bởi vì trong giáo hội lại có một người leo cao luồn sâu đến chức vụ cao, đó là Đức Giám Mục. Đây là một vấn đề hết sức đau lòng cho giáo hội Công giáo, bởi vì chúng ta thấy được rằng một cái quan điểm sai trái của một người đứng đầu, người lãnh đạo, mà nhất là do đối với ví dụ chế độ xã hội ta, các bạn thấy đó, chế độ xã hội ta là tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, có nghĩa là một cái chủ trương quyết sách nào đó của Đảng Cộng sản Việt Nam hay là của nhà nước Việt Nam, nó được xuất phát từ tập thể, nghĩa rằng ý kiến của tất cả mọi người và chúng ta rút lại thông qua tập thể thống nhất hành động và phân công cho một người phụ trách. Tuy nhiên đối với giáo hội Công giáo, đây là một vương triều. Rõ ràng chúng ta đang ở giáo triều Roma. Giáo hội Công giáo là một giáo triều Roma đây là một chế độ quân chủ, còn vua, giáo hoàng là vua, hoàng là hoàng đế,
giáo quan là quan đế của tôn giáo. Do đó cho nên các bạn phải thấy được rằng á, trong một cơ chế giáo triều thì người đứng đầu có quyền quyết định tất cả, không có cái chuyện dân chủ ở đây. Có bạn nào vô nhà thờ bảo rằng là tôi muốn bầu linh mục này, tôi muốn giữ linh mục này là được không? Không hề các bạn làm được chuyện đó, bởi vì ở đây không có dân chủ, không thể nói vấn đề dân chủ trong cơ chế quân chủ được. Do đó cho nên các bạn phải hiểu được rằng là cái sự sai lầm và cái sự mà nếu như một cái người tội lỗi, người đang lợi dụng tôn giáo mà đứng đầu tôn giáo như thế thì rõ ràng sẽ mang cái giá trị tôn giáo đi xuống cái điểm cùng cực nhất, tệ hại nhất. Các bạn thấy rõ ràng nếu ông Giám mục Nguyễn Thái Hợp là một người chống cộng, thế ông ta dẫn dắt cả giáo hội chống cộng, cả cái giáo phận ông ta chống cộng. Còn nếu như mà chúng ta thấy như tại ở những vùng mà chúng ta thấy các cái giáo phận khác, người ta đâu có chống cộng đâu, thế cho nên là các linh mục khác cũng không dám manh nha, dù rằng một số linh mục cũng có vấn đề, cũng có những vấn đề liên quan tới vấn đề chống cộng, nhưng mà do giám mục không cho phép cho nên là một số linh mục cũng không dám. Và do đó cho nên chúng ta phải nhìn nhận thấy được rằng giáo phận Vinh tới giờ này đang dưới sự lãnh đạo của giám mục Nguyễn Thái Hợp đã trở nên rất độ đốn. Chúng ta lên các trang mạng xã hội, chúng ta lên cộng đồng mạng xã hội, tất cả đều nghiêm về chính giáo phận Vinh để chửi. Thì giờ xem, tất cả mọi nơi, mọi trang mạng xã hội đều dồn về giáo phận Vinh để chửi. Vậy thì chúng ta hỏi, cái người lãnh đạo giáo phận không làm rạng rỡ cho chính tôn giáo của mình, không làm rạng rỡ danh thánh Chúa mà lại làm cho người khác chửi bới Thiên Chúa nhiều hơn, chửi bới giáo hội nhiều hơn, vậy thì cuối cùng người lãnh đạo này có vấn đề không? Và nhất là ông ấy đã có liên hệ rất nhiều với cả các cái hoạt động chống cộng từ trong tới ngoài nữa. Ông liên hệ với tổ chức khủng bố Việt Tân này, rồi liên hệ với các tổ chức nguồn quỹ chống đó. Đấy, cho nên là vì vậy nên chúng ta phải hiểu được rằng là chúng ta có một cái vị giám mục như thế thì rõ ràng chính chúng ta đang là những người bị lợi dụng. Giáo dân đang bị lợi dụng để ông ấy dùng giáo dân, dùng giáo hội để trả thù cho cái mối tư thù cá nhân của ông ta. Mà vì ông ta đã dùng cái giáo dân, dùng giáo dân và giáo hội để trả thù cho cái cá nhân ông ta, như vậy ông ta dùng cả Thiên Chúa, lợi dụng cả Thiên Chúa, lợi dụng giáo hội, lợi dụng giáo dân. Và như thế thì ông ta sẽ đưa giáo dân chúng ta đi đến đâu? Và đẩy giáo hội chúng ta đến một cái nơi gọi là bị người khác nguyền rủa. Nhưng mà rõ ràng trong cơ chế giáo triều thì chúng ta hoàn toàn không thể nào nói động gì đến ông ta được. Bởi vì chúng ta muốn cách chức, muốn lôi ông ta đi chỗ khác thì nó phải là cơ chế của tòa thánh. Do đó cho nên là các bạn thấy đấy, chúng ta cần phải tỉnh táo. Thứ nhất là phải tỉnh táo không để không bị lợi dụng. Đâu phải cứ linh mục hay là giám mục kêu gọi ta đi biểu tình là ta đi. Chúng ta phải nhìn nhận cái việc đó đúng hay sai. Chúng ta nhìn nhận các cái sự việc mà các vị linh mục giám mục đã có cái tâm chống cộng, đã có cái tâm chống đối chế độ chính trị của chúng ta, xem họ nói đúng hay nói trật, nói sai thì chúng ta không nghe. Chúng ta chỉ là con người đến với giáo hội này vì mục đích đó là nâng cao tâm hồn của mình lên, nâng cao linh hồn của mình lên, để làm sao để chúng ta trong sạch, để sao chúng ta thoát khỏi tội lỗi, chứ không phải là chúng ta đến đây để làm chính trị. Chúng ta vào nhà thờ không phải để làm chính trị, chúng ta vào nhà thờ là để thờ phượng Chúa. Đó là cái mục đích mà mỗi giáo dân chúng ta cần phải để tâm, cần phải nghiên cứu cho kỹ và sáng suốt nhìn nhận, không để nhập nhằng rằng là cái việc làm chính trị là cái việc nhiệm vụ của giáo dân. Đó mới chính là một cái người có tôn giáo và có được ơn khôn ngoan của chính Thiên Chúa. Như các bạn thấy, rất nhiều giáo xứ, rất nhiều giáo phận không hề bị người khác chê trách, chê mắng mà còn được tôn trọng. Các bạn thấy vào các ngày lễ lớn của chính tôn giáo của mình thì rất nhiều cái lãnh đạo chính quyền địa phương, người ta đến chúc mừng, người ta tôn trọng mình. Không, giáo dân ở mọi nơi cũng như là nhiều cái tôn giáo khác lại rất là tôn trọng người công giáo ta ở nhiều vùng. Nhưng mà giờ này các bạn hãy dòm xem ở ngay tại giáo phận Vinh bao nhiêu người đang chửi bới. Người ta e ngại mình như thế nào? Các bạn nhớ vào cái việc di dân năm 1954. Tôi nói với các bạn vào năm 1954 nó có mấy vấn đề. Đó là người công giáo chúng ta di dân khá nhiều. Nói chung là gần 1 triệu người công giáo di dân. Theo như số liệu thì nó khoảng 2 triệu người di dân. Thì trong đó có cả quan chức phục vụ chế độ cho Pháp.
thì rồi người Công giáo di dân hàng triệu người, như thế là rất là nhiều người Công giáo di dân. Nhưng mà hỏi ra đấy, thì rất nhiều người Công giáo ta di dân vì lý do là Đức Mẹ vào Nam, vì lý do rằng là Đức Mẹ ghét Cộng sản nên Đức Mẹ vào Nam. Có nghĩa là lúc này chính bản thân người Công giáo đã bị lợi dụng hai từ Cộng sản. Người ta dùng Đức Mẹ để người ta tạo ra cớ di dân, để tạo áp lực. Bởi vì chúng ta nên nhớ rằng cái hiệp định năm đó là yêu cầu là 2 năm sau tổng tuyển cử. Và nếu như 2 năm sau tổng tuyển cử thì phải lôi làm sao cho được cái số người ủng hộ Hồ Chí Minh ở miền Bắc ngày càng ít đi, thì sẽ khi tổng tuyển cử Hồ Chí Minh sẽ mất phiếu. Và do đó cho nên là càng lôi càng nhiều người từ miền Bắc di dân vào miền Nam. Đây là mưu đồ của Mỹ, mục đích là làm sao để cho Ngô Đình Diệm ở miền Nam này lên nắm quyền. Do đó cho nên là chúng ta thấy rất rõ là cái việc di dân vào miền Nam của rất nhiều giáo dân vào năm 1954 là một cái sự lừa đảo và lợi dụng. Nhiều giáo dân đã không sáng suốt để bị lợi dụng. Chúng ta thấy là rất rõ. Chúa và Đức Mẹ vào Nam vì lý do rằng là Chúa với Đức Mẹ ghét Cộng sản. Chúng ta phải đặt vấn đề quyền năng của Thiên Chúa tới đâu. Quyền năng của Thiên Chúa là tạo thiên lập địa. Đức Mẹ là người cầu bầu cho đất nước này. Các bạn dâng hiến, các bạn thấy đó, người ta dâng hiến cả miền Nam cho Đức Mẹ. Các bạn nghĩ coi, bây giờ quyền năng của Thiên Chúa là tạo thiên lập địa, không là vũ trụ này của Thiên Chúa rồi, đâu phải là chỉ dùng đất miền Nam hay là dùng đất miền Bắc hay là chỉ cái nước Việt Nam này. Do đó cho nên khi nói Đức Mẹ và Chúa là vào Nam là vì ghét Cộng sản, thế cuối cùng Cộng sản nó giỏi hơn à. Nghĩa là chúng ta luôn luôn cầu nguyện Chúa Đức Mẹ ơi giết Cộng sản đi, mà nó Cộng sản nó vẫn còn đó. Và nhất là chúng ta phải thấy được một điều là sau năm 1975 cả đất nước này do Cộng sản lãnh đạo nhân dân thống nhất đất nước. Thấy không? Thế thì Chúa và Đức Mẹ đang sống trong một đất nước Cộng sản chứ ở đâu. Lúc này Chúa và Đức Mẹ lại đi đâu? Do đó chúng ta phải thấy được một điều rằng là cái tư duy của chúng ta là tư duy thụ động, bị người khác dẫn dắt và bị người ta lợi dụng vào chính tín ngưỡng của chúng ta. Các bạn có bao giờ cãi một linh mục? Rất khó. Rất khó tìm ra một người dám cãi linh mục, chứ đừng nói chi cãi tới giám mục. Bởi vì các bạn thấy đó, các bạn cãi thì các bạn ngay lập tức có ngay một cái ông cùm, đó chính là sự tẩy chay của chính cái cộng đồng Công giáo. Không, đâu có dễ. Cho nên là rất là nhiều người vì cái nề nếp sống trong cộng đồng của giáo hội, sống trong cộng đồng của giáo xứ, của giáo phận, của giáo họ, thì các bạn thấy là chúng ta bị cái sự ràng buộc bởi cộng đồng. Do đó cho nên rất là nhiều người dù rằng khó chịu nhưng không thể lên tiếng được. Bởi vì lên tiếng là có chuyện ngay. Thậm chí là trong cái thời gian một số người bị lợi dụng đi biểu tình, thì tôi cũng có trao đổi tranh luận trong một số trang Facebook, thì rất là nhiều người bảo rằng là không muốn đi đâu, nhưng cha nói không đi là chết ngay, không đi là về tao không cho mày đi nhà thờ, không cho mày rước lễ. Nói thế để các bạn thấy được rằng là ngay cả cái việc trong đời sống hàng ngày, cái đời sống riêng tư của giáo dân cũng bị tác động bởi tôn giáo. Thay vì linh mục hay giám mục họ chỉ tác động ở góc độ đó là tín ngưỡng, nghĩa là đến nhà thờ thì bạn phải thực hiện đúng các cái nghi lễ nghi thức phụng vụ, hay là con phải cầu nguyện như thế nào, linh mục hướng dẫn, giám mục hướng dẫn cho mình cách cầu nguyện để mình nâng tâm hồn mình lên, để mình không còn vướng bận vào tài sản thế gian này nữa, không, để mình đến được với Thiên Chúa. Chúa nói là con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Nghĩa rằng ai càng vướng bận của cải thế gian bao gồm danh lợi thì những người đó làm sao lên thiên đàng. Do đó cho nên là cái việc hướng dẫn để giáo dân đến gần Thiên Chúa hơn, đó chính là cái trách nhiệm vai trò của linh mục và giám mục. Nhưng giờ đây các bạn thấy thì họ đang tranh giành quyền lợi chính trị, không, cái mưu đồ chính trị cá nhân. Mình mà thấy rất rõ là ông Nguyễn Thái Hợp là người đã có thân phụ bị xử lý trong cái việc là có nợ máu với nhân dân trong kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta. Cho nên là ông ấy có sự thù hận cụ thể. Do đó nên là cái việc ông ấy mở miệng ra chống cộng là cái việc đương nhiên. Và vì ông ấy mở miệng ra chống cộng như thế, không, cho nên chúng ta thấy cái tâm ông ấy là cái tâm riêng tư và cá nhân ích kỷ, lợi dụng chính giáo dân, lợi dụng chính giáo hội để chống cộng, chứ không phải ông ta vì thực tâm thấy cộng sản xấu. Chúng ta đang sống ở một đất nước cộng sản thế này, xấu thế nào, tốt thế nào, dân ta biết, đúng không?
các bạn thấy đấy, trong các cuộc kêu gọi biểu tình vừa qua của các cái hội nhóm đảng phái ở hải ngoại đang kêu gọi đấy, thì đa phần các cuộc kêu gọi này nó lên trên mạng, hàng vài chục người nổi tiếng của hải ngoại, chống cộng hải ngoại lên trên mạng dùng chức năng live stream từ Facebook đến YouTube để mà kêu gọi chống cộng, kêu gọi đứng dậy biểu tình lật đổ chế độ trong bao nhiêu đợt, trong bao nhiêu ngày qua. Và rõ ràng nhất là các bạn thấy được rằng là tất cả các cuộc kêu gọi đó đều thất bại một cách nặng nề, bởi vì họ không biết được và họ không nắm được cái thực trạng ở trong nước. Người dân đang có cuộc sống rất ổn định, người dân này cuộc sống hàng ngày công ăn việc làm rất ổn định, không ai ở không dư hơi mà đi biểu tình. Cái thứ hai nữa là gì? Cái thứ hai nữa là những lời kêu gọi đó nó không thật, cứ bảo là cộng sản bóp méo đàn áp nhân dân, bóp miệng gì. Thực tế chúng tôi vẫn đang nói ở đây, mọi người vẫn nói, vẫn chữa chính quyền hàng ngày, có ai bị bắt đâu. Chừng nào các bạn kêu gọi lật đổ chính quyền mà tập hợp gặp lật đổ chính quyền, lúc đó các bạn vi phạm pháp luật là bị bắt là dĩ nhiên, đương nhiên. Còn vấn đề ở đây là người dân vẫn nói, người dân vẫn có ý kiến của mình thông qua cơ quan dân cử, thông qua cuộc sống hàng ngày, gặp mặt chủ tịch xã, chủ tịch phường chửi cái một bình thường, đúng không? Các bạn thấy đấy, các cái chủ trương, ví dụ như là trong cái bộ sách công nghệ giáo dục vừa rồi, nhiều người không hiểu nhưng vẫn chửi rần rần, lên mạng chửi đó có ai nói gì đâu. Vấn đề của chúng ta là chúng ta phải thấy được rõ ràng là trong cái đánh giá nhận định của người hải ngoại về tình hình trong nước là gần như bị cái đám chống cộng ở trong nước, không, bởi cái đám thất nghiệp đấy, nó lợi dụng để nó kiếm tiền, nó moi tiền là nhiều. Rõ ràng là các vị đang có cái tâm chống cộng, thù hằn bao nhiêu năm, cái tâm là các bạn là cái tâm thù hằn, cho nên là các bạn đâu cần biết Việt Nam này tốt hay xấu, các bạn không cần biết Việt Nam này cộng sản lãnh đạo tốt như thế nào, không cần biết, vì cái tâm thù hằn cho nên trong đầu chỉ muốn lật đổ cộng sản chứ không cần biết nó có làm tốt hay không. Trong khi người dân ở trong nước thì chỉ cần biết ngay một việc, đó là gì, xã hội này tốt đẹp hay không, cần mong muốn phát triển kinh tế, phát triển văn hóa, phát triển xã hội. Mà cái điều này là những người lãnh đạo đất nước này, những người cộng sản đang làm rất tốt. Người dân thấy được 3-4 vấn đề như thế: an ninh quốc phòng tốt, kinh tế chính trị văn hóa xã hội tốt. Đây là một cái điều mà người dân trong nước đã đảm bảo được và người dân trong nước cảm thấy thỏa mãn. Và như vậy cho nên là cái việc mà các vị ngồi ở ngoài, các vị chỉ mong lật đổ chính quyền, trong khi các vị như thế là đi ngược lại lợi ích với người dân trong nước. Thế thì người dân trong nước làm sao ủng hộ các vị? Có thể trong một cái môi trường nào đó, một cái sự cố nào đó, sự bức xúc cụ thể nào đó bị kích động lên thì nó thành ra một nhóm đông người. Nhưng đó chỉ là cục bộ, chứ nó không thể nào nó thuyết phục được tất cả mọi người dân trong nước tham gia cùng với các vị. Do đó các vị bảo rằng là tại sao người dân trong nước không dám dậy biểu tình, sợ bị bắt, sợ không có đâu. Ở đây chính quyền chỉ bắt đối với những đối tượng như Quỳnh Chương Ca, hay là một số đối tượng mà quậy phá có vũ khí, hay là những đối tượng nguy hiểm, nguy hiểm cho xã hội thì phải bắt. Họ là những người phục vụ cho xã hội thì họ thấy được nguy hiểm cho xã hội họ, thì cơ quan chức năng phải bắt những cái đối tượng đó. Dĩ nhiên, đương nhiên chúng tôi ủng hộ điều đó, không? Và do đó cho nên các vị cũng yên tâm một điều thế này, đó là chúng ta cũng thấy được, đó là rất là nhiều người trong các vị đã rất là ủng hộ. Đó là các vị có thể các vị không biết, nhưng mà rõ ràng là trong nhóm các vị ở hải ngoại đó, rất là nhiều người cung cấp thông tin cho chúng tôi ở bên đây. Nghĩa là các vị lên trên mạng, các vị cũng lên mạng rồi live stream chửi cộng sản, nhưng quá trình đó các vị đã cung cấp cho chúng tôi rất nhiều thông tin. Thậm chí là các vị đã chỉ điểm cho chúng tôi rất là nhiều đối tượng để chúng tôi biết. Nhờ qua live stream của các vị, chúng tôi đã thấy được rất nhiều đối tượng ở địa phương của mình trong live stream của các vị. Chúng tôi thấy được rất nhiều đối tượng, và nhờ qua đó chúng tôi xác nhận được và tìm kiếm được. Một mặt thì giáo dục, thì một số người hiểu chuyện ra thì họ lại tiếp tục quay lại ủng hộ. Và thông qua cái việc mà bắt giữ một số người, một số đối tượng, khi mà các vị về Việt Nam phá đấy, khi bắt giữ các vị thì các vị cũng có hứa hẹn và các vị đã khai báo rất thành khẩn rằng là ở bên phía các vị là ai là người cầm đầu, đang ở trong đảng phái nào, rồi những người cầm đầu là ai, hiện tại trên mạng xã hội và ở trong nước đó, là đối tượng nào, nhà cửa ở đâu, các vị khai hết. Mà chính vì nhờ các vị khai đó nên đem khoan hồng thả các vị về. Mà cũng nhờ đó mà chúng tôi đã bắt được, tìm kiếm và bắt được rất là nhiều đối tượng. Thực tế tôi rất cảm ơn rất là nhiều các cái live stream của các vị ở hải ngoại. Nhờ các vị live stream mà chúng tôi đã nắm bắt được rất là nhiều đối tượng.
ở trong nước. Và nhờ các đối tượng trong nước nó cứ chia sẻ các cái bài viết các vị, cho nên là chúng tôi cứ lần vào đó chúng tôi kiếm nó thôi. Vì gì chứ chúng tôi nói với các vị là chúng tôi rất là nhạy cảm trong các vấn đề là chia sẻ thông tin. Không như các vị hay có cái việc đó là đem các cái biểu tượng cờ vàng ra, trong khi các vị đâu còn là cái gì nữa đâu mà chúng tôi phải chọc tức chúng tôi. Chứ nó chả có gì tức cả. Các vị cứ ôm cái cờ vàng đó mà tức thôi, tại chúng tôi vẫn ở đây, vẫn cờ đỏ sao vàng, vẫn có quốc gia, vẫn có dân tộc của mình. Chúng tôi vẫn là người Việt Nam, chúng tôi không có gì phải tức cả. Chỉ có các vị hiện tại là mang cái lá cờ vàng trong cái tâm thức của mình là những cái kẻ hoài niệm về cái xưa của mình mà thôi. Và cái thời các vị còn ăn trên ngồi trước, cái thời các vị còn lợi dụng vào cái thân phận đánh thuê để mà các vị đi đàn áp nhân dân. Ông nói như thế để cái hận thù các vị đấy, các vị đang tự hại bản thân mình. Còn việc khác, các vị thấy lâu lâu các vị lại đưa các cái bài hát của Đan Nguyên. Tôi thấy là nhiều bài hát nói về chiến tranh gọi là nhạc vàng. Tôi thấy các vị như thế là các vị tự hại cho cái não các vị thôi. Các vị biết đó, rõ ràng là các vị khi nghe các bài hát đó là các vị nhớ lại cái ngày xưa, nhớ lại những cái quanh quanh liệt liệt của các vị cái thời đó. Nhưng rõ ràng bây giờ nó không còn nữa. Nghe thì nhớ lại chứ thực sự nó không còn cái gì nữa cả. Bây giờ đây các vị có muốn vậy cũng không được. Thế là càng nghe lại càng tức chứ làm gì. Cuộc sống của mình là phải hướng lên, phải tiến bộ, phải làm sao để cho người ta thấy được rằng cuộc sống mình tốt, tinh thần của mình tốt. Không phải các vị cứ nghe những bài nhạc ngày xưa để ca ngợi chính các vị. Các vị ca ngợi chính mình làm gì, trong khi giờ này các vị có là những người thành công trong chính trị đâu. Hãy dòm xem Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công, rất thành công trong chính trị, lãnh đạo đất nước này. Và các vị là những người thua trận, và các vị là những người không có tương lai chính trị. Ở Mỹ các vị chỉ được cầm lá phiếu đi bầu, còn các hội nhóm hội đoàn các vị là nằm trong luật lệ, bầu lên tổ chức ra thì phải đóng thuế, đứa nào không nộp thuế ở tù ráng chịu. Và đó chính là cái dịch vụ. Các vị hoạt động hội nhóm ở hải ngoại là một cái dịch vụ. Và do đó các vị chống đối lẫn nhau là tôi thấy rất là vui. Cả hơn gần 150 cái đảng phái hội nhóm chính trị của các vị ở đó chửi bới và chống đối lẫn nhau là cái việc mà chúng tôi rất là mắc cười. Các vị tan rã như thế, các vị tổ chức nên mà các vị tan rã như thế thì các vị làm sao đủ điều kiện lãnh đạo đất nước, trong khi một đất nước thì nó cần sự đoàn kết. Thế các vị nghĩ các vị đem hết 150 cái đảng đó về đây mà chia rẽ như thế, chả khác nào các vị chia rẽ đất nước này, đúng không? Hiện tại dưới lá cờ, một lá cờ duy nhất, một sức mạnh duy nhất, quân đội ta chiến đấu và là cái sự khó khăn đối với Trung Quốc ở phía Bắc. Nó muốn đánh Việt Nam đánh cũng không được, bởi vì nó cũng e ngại. Quân đội Việt Nam mạnh nhất Đông Nam Á, cho nên bây giờ muốn đụng Việt Nam đâu phải dễ. Muốn thắng Việt Nam nó sẽ thắng, nhưng cũng què hay chột thôi. Và bị tai tiếng đủ điều khi mà nó đánh Việt Nam. Do đó cho nên Đảng Cộng sản Việt Nam là cái gai, cũng là cái khiên để đủ để cho Trung Quốc e ngại. Bây giờ thử các vị mà về đây 150 cái đảng phái, các vị về đây chia rẽ tanh banh đất nước này, cho dù các vị có lôi kéo Mỹ hay cái gì vô đây chăng nữa, thì cuối cùng ra với cái sự chia rẽ của chính các vị, đứa này nói đứa kia chửi, dân chủ kiểu đó, thì xin lỗi các vị, đất nước này mau chóng tàn. Do đó cho nên đừng có mang cái giá trị dân chủ ở cái nơi mà các vị cũng chỉ là được sự bảo trợ của chính cái quốc gia gọi là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Nó chỉ phục vụ quyền lợi, nó bảo vệ cho chính những nhà tài phiệt của nó ở đó. Và do đó nó không phải bảo vệ các vị đâu. Tiếng nói của các vị chỉ là công cụ kiếm phiếu để tụi nó nâng cao cái vai trò tài phiệt của nó mà thôi. Và vì vậy cho nên đừng bao giờ mang cái giá trị đó về đất nước của mình, khi mà các vị thấy cái giá trị trong nước của mình không phải như ở đó. Các vị thấy cái suối Tiên rất đẹp, đúng không? Các bạn ai đi lên thành phố Hồ Chí Minh, các bạn tham quan các di cảnh lịch sử rồi, như là bảo tàng này, như là bến Nhà Rồng, rồi các vị đến Dinh Thống Nhất, là đó là những điểm tham quan du lịch, thậm chí là đến nhà thờ Đức Bà, đó là những điểm nổi tiếng, du lịch nổi tiếng. Nhưng cuối cùng các vị vẫn vui chơi ở suối Tiên, đầm sen. Và như vậy con gái các bạn thấy là suối Tiên, đầm sen rất tốt, đúng không? Rất đẹp, rất hay, phục vụ rất là tuyệt vời, nhiều cái trò chơi, nhiều người rất là thích. Nhưng mà tôi khẳng định các vị nếu mang một cái suối Tiên, cái đầm sen mà mang về Đồng Tháp,
đảm bảo trong vòng tháng dẹp. Không bao giờ nó phù hợp ở nơi này nhưng lại không phù hợp ở nơi khác. Các vị thấy đó, mặc một cái váy các vị có thể đi ở thành phố Hồ Chí Minh, người ta còn chê các vị là gì? Cái váy đó không đẹp, phải mặc cái đẹp hơn, ngắn hơn nó mới đã. Nhưng các vị chỉ cần mặc cái váy mà đi về vùng nông thôn của tôi thôi là ông bà già trong nhà chửi rồi. Tùy vào văn hóa, tùy vào giá trị xã hội ở vùng miền khác nhau mà chúng ta có cách thể hiện khác nhau, chứ không phải nói dân chủ. Các vị ngồi bên kia nói là cha mẹ nói con cái có quyền cãi, nhưng thưa các vị, giá trị của Việt Nam ta là kính trên nhường dưới, tôn trọng. Và nhất là ở đây cãi lời ba má là đi ra khỏi nhà. Các vị có văn hóa, các vị bên kia là con cái nó không cần cha mẹ, nhưng mà các vị là có trách nhiệm. Nhưng mà ở đây xin lỗi thưa các bạn là cái văn hóa người Việt ta là cái sự bao dung của bề trên với bên dưới. Do đó cho nên chúng ta thấy được rằng là không bao giờ cha mẹ bỏ con cái ở Việt Nam. Và chính vì điều đó cho nên là các vị thấy được rằng là mang cái giá trị ở nước Mỹ mạnh ai nấy sống, mà mang về Việt Nam đây là phá vỡ đi nền văn hóa của ta. Mà phá đi nền văn hóa của ta, thế thì các vị đang giữ gìn cái gì? Cái truyền thống yêu nước nồng nàn của đất nước ta, nó có, đó là truyền thống, nhưng nó không phải nằm trong máu của hơn 94 triệu dân này. Một số người vẫn đang làm tay sai cho giặc, vẫn sẵn sàng bán nước. Thời gian vừa qua, tham nhũng cũng là một loại giặc, đúng không? Chúng ta vẫn có. Thế thì gì các vị thấy đó, 6 triệu người Công giáo chúng ta mà nằm dưới sự cai quản của những linh mục, những giám mục chống cộng, chủ yếu là để chống cộng chứ không muốn xây dựng đất nước này. Vậy thì liệu những người đó có phải là những người phản quốc không? Hãy dòm xem cái đất nước mà họ hướng tới có phải là đất nước Cộng sản Việt Nam này không, hay là họ đang hướng tới một cái tòa thánh Vatican. Luôn luôn muốn hướng tới nước trời chứ không phải muốn hướng tới xây dựng cuộc sống tươi đẹp ở đất nước Việt Nam này. Các bạn không có cuộc sống tốt ở trên trần gian này thì đừng bao giờ mơ tới cuộc sống tốt ở trên thiên đàng. Các bạn không làm cho người xung quanh hạnh phúc được thì các vị đừng mơ có cuộc sống hạnh phúc ở thiên đàng. Muốn gì thì muốn, hãy cố gắng làm cho cuộc sống này, người xung quanh chúng ta cảm thấy dễ chịu với tôn giáo của mình, thì lúc đó người ta tôn trọng tôn giáo của mình. Và như thế chúng ta đã tạo cho mình một chiếc vé đảm bảo để được lên thiên đàng. Còn nếu như chúng ta chỉ là những kẻ làm cho xung quanh chán ghét tôn giáo của mình, xúc phạm Thiên Chúa của mình, thì chính là chúng ta đang có một cái vé để xuống hỏa ngục. Do đó cho nên chúng ta cần phải nhìn nhận lại những vị chủ chăn của mình, bao gồm là giám mục Nguyễn Thái Hợp. Ngày hôm nay tôi đã nói với các bạn, hãy xem lại cái tâm của ông ta đã trong sáng chưa. Rõ ràng ông ta đang trả thù cho thân phụ của mình, chứ không phải ông ta vì xã hội này, những cái điều tiếng tốt đẹp, mong muốn xây dựng xã hội, quỹ ban công lý và hòa bình gì đó. Thực tế nó chỉ là công cụ để trả thù của riêng ông ta. Chúng ta đang bị lợi dụng. Rõ ràng là giáo hội và chính giáo dân chúng ta, ngay cả Thiên Chúa cũng bị giám mục Nguyễn Thái Hợp lợi dụng để trả thù cho thân phụ ông ta. Đó là mấy điều để các bạn tâm tư, để các bạn không phải cứ lên mạng là để chửi bới. Bởi thay mặt người Công giáo mà lên mạng chửi bới, mang giá trị xấu đến cho xã hội, thì tôn giáo chúng ta, Thiên Chúa chúng ta cũng được đánh giá, cũng được nhận xét xấu đi qua chính con người và lời nói của chúng ta. Mấy điều đó xin được trao đổi với các bạn để các bạn tâm tư, để các bạn nhìn thấy được cái vai trò của mình trong vấn đề xây dựng xã hội, xây dựng tôn giáo. Các bạn thấy đấy, xây dựng tôn giáo là trách nhiệm của chính mỗi người giáo dân. Và vì nó là trách nhiệm của mỗi người giáo dân nên phải lên tiếng trước cái ác, cái xấu đang có trong giáo hội chúng ta, do chính những người đang lợi dụng giáo hội chúng ta để làm việc xấu ấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một cái buổi livestream khác. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe nãy giờ. Xin cảm ơn.